Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một ca lâm sàng. Một bệnh nhân được chẩn đoán và điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Bệnh nhân nam 36 tuổi, tiền sử phát hiện đa polyp đường tiêu hóa khoảng 10 năm nay. Đã cắt polyp 4 lần, lần cuối năm 2017. Tuy nhiên lần này bệnh nhân không mang theo hồ sơ cũ. Bệnh nhân có tiền sử viêm gan B. Gia đình không có ai mắc bệnh đa polyp đường tiêu hóa cũng như ung thư đại trực tràng. Lần này, bệnh nhân đến viện khám vì đi ngoài phân lẫn máu diễn biến khoảng 3 tháng nay. Thi thoảng, bệnh nhân có đau bụng âm ỉ, không nôn. Khám bệnh, trên da bệnh nhân có các nốt tàn nhang, tập trung chủ yếu quanh hai hốc mắt, mũi và môi. Những cái nốt này xuất hiện từ nhỏ và mờ dần theo thời gian. Không có phản ứng thành bụng, không có cảm ứng khúc mạc. Trên xét nghiệm, bệnh nhân không có tình trạng thiếu máu, các marker ung thư CEA, CA199 trong giới hạn bình thường, HBA1C dương tính. Trên da mặt của bệnh nhân có các nốt tàn nhang màu nâu, kích thước khoảng 1-2mm, tập trung chủ yếu quanh hốc mũi và hốc mắt hai bên. Đặc biệt, để ý kỹ, chúng ta có thể thấy một số nốt xuất hiện trên cả môi của bệnh nhân. Đây là đặc điểm khác biệt so với những cái nốt tàn nhang của những người bình thường. Trên hình ảnh siêu âm qua các lát cắt ngang qua vùng hạ vị, chúng tôi thấy có hình ảnh khối lồng ruột. Khi cắt ngang qua khối lồng này có dấu hiệu bia bắn với các vòng tròn đồng tâm giảm âm ở phía ngoài và trong cùng là các thành ruột. Ở giữa hai lớp thành ruột là màng treo tăng âm với thành ruột phía ngoài dày nhẹ. Trên lát cắt dọc qua khối lồng có hình ảnh giả thận với thành ruột ở phía ngoài dày và giảm âm và mạc treo xen vào giữa tăng âm, có thể nhìn thấy một phần của thành ruột phía trong. Trên hình ảnh siêu âm Doppler màu vẫn còn tín hiệu mạch, mạc treo và thành ruột. Điều đó cho thấy quai ruột này chưa bị hoại tử, không thấy dịch tự do ở bụng và không thấy giãn các quai ruột phía trên. Trên phim chụp cắt lơ vi tính ổ bụng có tiêm thuốc cản quang và đi trước tiêm đi từ trên xuống dưới. Túi mật và thận hai bên có vài sỏi nhỏ. Sơ bộ vùng tiểu khung có hình ảnh khối lồng ruột ở vi động mạch đi từ trên xuống dưới, nhưng mô gan hai bên không thấy khối rốt bất thường. Động mạch chủ bộ, động mạch mặt treo tràng trên, động mạch thân tạng giống thuốc đều sau tiêm, không thấy hình ảnh bóc tách, không thấy huyết khối. Ở thì tĩnh mạch cửa, vùng hạ vị của bệnh nhân có hình ảnh khối lồng ruột, đường kính khoảng 50mm trên đoạn dài khoảng 10cm. Trên đát cắt ngang qua khối lồng có hình ảnh đạn bia bắn với các thành ruột ở phía ngoài và phía trong giống thuốc sau tiêm, mạc treo nằm ở giữa hai lớp này và có các mạch máu giống thuốc. Đây chính là vị trí bắt đầu của khối lồng. Đây là điểm kết thúc của khối lồng này. Thành ruột bên ngoài thì dày, nấm thuốc sau tiêm. Để ý kỹ hơn, chúng ta có thể thấy thành ruột vị trí khối lồng này có các cái nốt rồi vào trong lòng ruột. Đường kính lớn nhất khoảng 20mm. Một số nốt nấm thuốc sau tiêm. Ngoài ra ở vùng tiểu khung và hạ sườn trái của bệnh nhân còn hai khối lồng non khác trên đoạn dài khoảng 3cm. Các quai ruột phía trên khối lồng không giãn, không thấy mức nước hơi. Và chúng ta thấy ở trong lòng tá tràng lan tỏa ruột non và khung đại tràng bệnh nhân có các cái nốt nhóm thuốc, tay dưới khá rõ, nốt lớn nhất kích thước khoảng 30mm. Đây các cái nốt ở vị trí đầu mục tên
ngấm thuốc sau tiêm mà đều ranh giới rõ. Đây chính là các cái polyp ở trong lòng đường ruột của bệnh nhân. Tuy nhiên, ở vị trí trực tràng cao của bệnh nhân có hình ảnh khối chiếm gần hết lòng trực tràng, kích thước khoảng 5,5 cm, khối xùi, bờ không đều, ranh giới không rõ, ngấm thuốc mạnh sau tiêm. Tuy nhiên, khối này vẫn chưa xâm lấn ra ngoài hình ruột, vẫn bảo tồn lớp mỡ xung quanh của trực tràng, và khối này đã được sinh thiết qua nội soi và giải phẫu vận trả lời là ung thư biểu mô tuyến. Vị trí rễ màng treo tràng dưới có hạch nhỏ 5 mm, ngấm thuốc sau tiêm. Trên hình ảnh cô Lan, chúng ta thấy rất rõ khối đồng ruột vùng hạ vị với quai ruột và màng treo của quai ruột phía trước chui vào trong lòng quai ruột phía sau. Trên hình tái tạo theo hướng xanh tam, chúng ta có thể thấy trên nát cắt dọc qua khối lồng có hình ảnh dấu hiệu sandwich style với các quai ruột ở phía ngoài và phía trong. Xen giữa hai quai ruột này là lớp mạc treo của tỷ trọng mỡ. Đây là một khối lồng khác. Chúng ta cùng đi xem các cơ quan khác. Gan, tụy, lách, thận không thấy khối bất thường. Đáy phổi hai bên không thấy khối lốt. Không thấy các ổ khuyết xương, đặc xương bất thường trên cửa sổ xương. Tóm lại ở bệnh nhân này có hình ảnh ba khối đồng ruột vùng hạ vị và vùng hạ sườn trái. Về nguyên nhân ở bệnh nhân này, chúng tôi nghĩ nhiều đến do polyp, và cụ thể ở bệnh nhân này có nhiều polyp trong tá tràng, ruột non và khung tộc khung đại tràng của bệnh nhân. Nghĩ nhiều đến các hội chứng đa polyp có tính chất gia đình, như một số hội chứng đa polyp tuyến tính chất gia đình, một hội chứng đa polyp thứ niên, hội chứng Tourette hay hội chứng câu đen. Tuy nhiên, kết hợp với biểu hiện lâm sàng là có nhiều các lốt sắc tố da xuất hiện ở trên môi và quanh hốc mắt của mỗi bệnh nhân thì chúng tôi nghĩ nhiều đến hội chứng Tourette. Ngoài ra, bệnh nhân này có khối u vị trí trực tràng cao chưa xâm lấn ra ngoài thành ruột. Trong quá trình phẫu thuật, quan sát được 4 khối lồng non vùng hạ vị và vùng hạ sườn trái, khối u sùi trực tràng cao chưa xâm lấn ra ngoài thành ruột. Phương pháp phẫu thuật, bệnh nhân đã được cắt trực tràng tạo vết hạch, cắt đoạn ruột non của khối lồng dài nhất vùng hạ vị, mở các khối lồng còn lại lấy polyp làm giải phẫu bệnh. Đây là hình ảnh giải phẫu bệnh với bệnh phẩm là polyp trong các khối lồng. Trên hình ảnh này ta thấy cái polyp này có cái sự tăng sinh của cái lớp cơ liêm nằm ở trung tâm và phân nhánh ra hình cành cây, xung quanh là các tuyến tăng sinh được phát bởi tế bào biểu mô trụ. Một số tuyến có loạn sản độ thấp. Ngoài ra có sự xâm nhập các tế bào viêm vào trong mô đệm. Kết quả giải phẫu bệnh của khối xùi trực tràng cao là khối u và khối ung thư biểu mô tuyến xâm nhập lớp cơ và có một hạch di căn. Kết luận, các polyp trong ruột non là những cái polyp Tourette điển hình và một số polyp đã có đoạn sản độ thấp. Khối u trực tràng cao là ung thư biểu mô tuyến đã xâm nhập lớp cơ và có một hạch di căn. Để chẩn đoán giải phẫu bệnh T2N1A, chẩn đoán cuối cùng ca trực tràng cao giai đoạn T2N1A M0, đa khối lồng ruột non do biến chứng của hội chứng Tourette. Sau đây là một số thông tin về hội chứng Tourette. Hội chứng Tourette là bệnh di truyền gen trội hiếm gặp, khoảng 50.000 đến 200.000 người thì có một người mắc bệnh, với đặc trưng là các nốt tăng sắc tố ở da, tim mạch và polyp dạng mô thừa lan tỏa trong đường tiêu hóa.
Hội chứng này đã được báo cáo lần đầu tiên bởi tác giả Gentile năm 1921 và được bổ sung bởi tác giả Harold Redger năm 1944. Tuổi thường phát hiện dưới 20 tuổi tỷ lệ nam nữ tương đương nhau. Nguyên nhân phần lớn là do đột biến của gen STK11 hay còn gọi là gen LKB1 làm tiết nhiễm sắc thể 19. Đây là gen ức chế khối u kiểm soát quá trình nhân lên của tế bào. Khi đột biến gen này, tế bào sẽ nhân lên một cách vô tổ chức, từ đó sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư. Cụ thể, tổng nguy cơ ung thư trong suốt cuộc đời của bệnh nhân tăng lên từ 55 cho đến 85%, trong đó ung thư vú, ung thư đại trực tràng, ung thư tụy, ung thư dạ dày tăng nguy cơ khoảng từ 30 cho đến 50%. Các ung thư buồng trứng, ung thư phổi, ung thư ruột non, ung thư cổ tử cung, ung thư nội mạc tử cung, ung thư tinh hoàn, ung thư thực quản cũng tăng nguy cơ so với người bình thường từ 2 cho đến 20%. Biểu hiện: bệnh nhân thường có tiền sử gia đình, tức là có những người thân trong gia đình mắc hội chứng Pfizer. Tuy nhiên, cũng có khoảng 25% là các đột biến mới xuất hiện, tức là bệnh nhân không được thừa hưởng các gen đột biến từ thế hệ cha mẹ. Ở da có các nốt tăng sắc tố nâu, màu xanh đen, kích thước từ 1 đến 5mm, vị trí phổ biến, thường gặp nhất nằm ở môi và vùng xung quanh và bên trong miệng, chiếm đến 94%. Ngoài ra còn thể gặp quanh các hốc tự nhiên như quanh hốc mũi, hốc mắt hay quanh hậu môn, ngón tay, ngón chân và lưng. Đây là dấu hiệu thường gặp và thường là dấu hiệu đầu tiên. Tuổi phát hiện ra từ khoảng 5 tuổi và mờ dần sau tuổi dậy thì. Ở trong đường tiêu hóa của bệnh nhân có nhiều polyp dạng mô thừa, trong đó ở ruột non chiếm khoảng 75%, còn lại 25% nằm ở dạ dày và đại trực tràng. Bệnh nhân thường vào viện vì các biến chứng lồng ruột, xuất huyết tiêu hóa và tiến triển thành ung thư. Trong đó, lồng ruột là bệnh cảnh thường gặp nhất, chiếm từ 40 cho đến 69%. Bệnh nhân có triệu chứng đau bụng từng cơn, đau dữ dội và có thể đi ngoài phân lẫn máu. Một số triệu chứng về đường tiêu hóa như tiêu chảy, táo bón, đau bụng, chướng bụng. Một số bệnh nhân có tình trạng xuất huyết tiêu hóa biểu hiện bằng đi ngoài phân lẫn máu. Ngoài ra có thể biểu hiện bởi tình trạng dậy thì sớm và hú to ở trẻ trai. Về giải phẫu bệnh, điển hình của polyp Pfizer là tình trạng tăng sinh của lớp cơ liêm nằm ở trung tâm và phân nhánh ra hình cánh cây. Các cái tuyến tăng sinh nằm ở xung quanh và lệch lát vào biểu mô trụ. Các tuyến này có thể loạn sản và trở thành ung thư. Ngoài ra có tình trạng xâm nhập những tế bào viêm vào trong mô đệm. Về tiêu chuẩn chẩn đoán hội chứng Pfizer theo WHO, thứ nhất, ở nhóm bệnh nhân có tiền sử gia đình và bất kể số lượng polyp Pfizer được xác nhận trên giải phẫu bệnh hoặc có những cái lốt sắc tố da liên mạc đặc trưng. Thứ hai là ở nhóm bệnh nhân không có tiền sử gia đình và có ít nhất 3 polyp Pfizer được xác nhận trên giải phẫu bệnh hoặc là có bất kể số lượng polyp Pfizer và có các lốt sắc tố da liên mạc đặc trưng. Về điều trị, hiện tại không có điều trị triệt để bởi vì đây là bệnh di truyền do đột biến gen. Điều trị các biến chứng như lồng ruột, ung thư hay chảy máu, đường tiêu hóa, quan trọng nhất là tầm soát và phòng các biến chứng như có thể là cắt các cái polyp trong đường tiêu hóa khi polyp này trên 15mm để phòng lồng ruột và khuyến nghị làm các xét nghiệm tìm đột biến gen STK11 để từ đó tư vấn di truyền cho bệnh nhân và gia đình bệnh nhân. Về tầm soát, theo cái guideline hướng dẫn của nhóm bệnh ung thư di truyền châu Âu và độ tuổi bắt đầu tầm soát là 8 tuổi với nội soi dạ dày, nội soi đại trực tràng hoặc nội soi ruột non bằng viêm nang. Nếu ở lần tầm soát này mà phát hiện ra các cái polyp thì sẽ tầm soát định kỳ từ 1 đến 3 năm. Nếu không phát hiện gì bất thường thì sẽ làm lại các nội soi này ở độ tuổi 18. Về phát hiện ung thư vú có thể tầm soát từ 25 tuổi với định kỳ 6 đến 12 tháng một lần bằng khám lâm sàng, siêu âm, mammography hay chụp cộng từ. Để phát hiện ung thư tử cung, buồng trứng cần siêu âm khám phụ khoa định kỳ hàng năm
bắt đầu từ 25 tuổi. Tóm lại, hội chứng Peutzenberger là bệnh di truyền hiếm gặp, tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư. Do đó, cần theo dõi chặt chẽ bệnh nhân và các thành viên trong gia đình để phát hiện và ngăn ngừa các biến chứng. Ca lâm sàng của tôi hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn trong các ca lâm sàng lần sau.